Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài 14 của giáo trình Hán ngữ 1. Sau đây thì các bạn sẽ dở trang 100, tức là phần từ mới của bài 14. Các bạn sẽ đọc cùng với mình nhé. Bắt đầu. Ủy yến, quấn khoa, ta xuế, chế tướng, úy phả, xin, thúng xuế, thúng u, trại, ban, thinh, xua, bỉ chào, rung y, tú, xỉa, Bảy Trinh ủy yến, xuế yên, ta xuế, lín, quấn xuế, lý sử, phả lý, kinh trị, quay ủy, rân sự, triệu, lão. Sau đó thì các bạn sẽ quay về phần bài khóa ở trang 99. Các bạn đọc cùng với mình trang 99 nha. Nǐ xuế xí shénme? Wǒ xuế xí hàn ủy. Nǐ zài nǎ xuế xí? Wǒ zài Běi Jīng ủy yán wěn huà dà xuě xuě xí. Nǐ jué de hàn ủy nán ma? Wǒ jué de tīng shuō bǐ jiào rōng yì, tú xiǎ hěn nán. Các bạn phải dịch cái nội dung bài khóa sang tiếng Việt. Sau đó thì các bạn sẽ so với cái đáp án mà mình đưa ra. Nǐ xuế xí shénme? Bạn học tập cái gì? Wǒ xuế xí hàn ủy? Tôi học tập tiếng Hán. Nǐ zài nǎ xuế xí? Bạn học ở đâu? Wǒ zài Běi Jīng ủy yán wěn huà dà xuě xuě xí? Tôi học ở trường đại học ngôn ngữ và văn hóa Bắc Kinh. Nǐ jué de hàn ủy nán ma? Bạn cảm thấy tiếng Hán khó không? Wǒ jué de tôi cảm thấy thinh, nghe, xuā, nói, bǐ jiào rōng yì, tương đối dễ, tú, đọc, xỉa, viết, khẩn hán, rất khó. Đoạn số 2, wǒ gěi nǐ jiè shào yī xiè, zhè shì wǒ de tóng wù, tā shì xīn tóng xuě, nǐ zài nǎ ge bān xuě xí, wǒ zài 1203 bān xuě xí, nǐ men de lǎo shì shì shuě, wǒ men de lǎo shì shì lín lǎo shì. Giờ thì chúng ta tiến hành dịch nó sang tiếng Việt. Wǒ gěi nǐ jiè shào yī xiè, tôi giới thiệu với bạn một chút. Zhè shì wǒ de tóng wù, đây là người ở cùng phòng với tôi. Tā shì xīn tóng xuě, anh ta là bạn học mới. Nǐ zài nǎ ge bān xuě xí, bạn học ở lớp nào? Wǒ zài 1203 bān xuế xí, tôi học lớp 1203. Nǐ men de lǎo shì shì shuě, thầy giáo của bạn là ai? Wǒ men de lǎo shì, thầy giáo của chúng tôi, shì lín lǎo shì, là thầy giáo Lâm. Sau đó thì ở phần từ mới, trang 100 này các bạn phải dịch ghép từ các từ đấy, đặt câu. Mỗi một từ đặt ra khoảng chục câu thì bạn sẽ nhớ được cái từ đấy tốt hơn. Ủy yến là ngôn ngữ. Bạn học ngôn ngữ gì? Để xuế xí sớm mơ ủy yến. Quấn khoa, văn hóa. Trường đại văn hóa, quấn khoa ta xuế. Chế tứ là cảm thấy. Bạn cảm thấy tiếng Hán khó không? Để chế tứ khan ủy nán ma. Úy phả, ngữ pháp. Của chế tứ tôi cảm thấy úy phả, ngữ pháp, bú thay nán, không quá khó. Xin là mới, bạn học mới, xin thúng xuế. Thúng u là người ở cùng phòng, người ở cùng phòng mới, xin thúng u. Trải là ở, đi trải nào cơ ban xuế xí, bạn học ở lớp nào. Thinh là nghe. Của chế tớ, tôi cảm thấy thinh, nghe, xua, bị treo nán, tương đối khó. Tú xỉa, đọc và viết, khẩn trúng y, rất dễ. Bảy Trinh ủy yến quấn khoa ta xuế, trường đọc ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh. Wǒ zài Běi Jīng ủy yến quấn khoa ta xuế xuế xí, tôi học ở trường đại học ngôn ngữ và văn hóa Bắc Kinh. Lín Lâm, thầy giáo Lâm, Lín lão sư, bác sĩ Lâm, Lín tài phụ. Quấn xuế văn học, wǒ xuế xí quấn xuế, tôi học tập văn học. Wǒ xuế xí lý sử, tôi học về lịch sử. Wǒ xuế xí chính trị, tôi học về kinh tế. Wǒ xuế xí pháp lý, tôi học về pháp luật. Quay ủy ta xuế, đại học văn hóa, đại học ngoại ngữ. Rân sư là quen biết. Rân sư nỉ khẩn cao xin. Quen biết bạn tôi rất vui. Triệu là cũ dành cho đồ vật. Thai triệu là quá cũ rồi. Lão là già dành cho con người. Thai lão là quá già rồi. Các bạn sang phần ngữ pháp trang 101 dòng thứ 10 thì trên xuống. Câu hỏi dùng từ để hỏi. Xuấy là ai? Sấm mơ là cái gì? Nả là cái nào? Nỏ là ở đâu? Tương đương với ná lì. Chẩm mơ là làm cái gì bằng cách nào? Chẩm mơ là như thế nào? Chỉ là hỏi dưới 10. Tua sỏ hỏi trên 10 là bao nhiêu, chỉ là mấy. Mấy câu chữ Hán bên dưới các bạn phải đọc lên và dịch sang tiếng Việt. Nǐ shì nǎ guó rén, bạn là người nước nào? Wǒ shì jiè nà dà rén, tôi là người Canada. Nǐ zhù zài nǎ, bạn sống ở đâu? Wǒ zhù zài shí lǒu, tôi sống ở tòa nhà số 10. Tā shì shuě, cô ta là ai? Tā shì mǎ lì, cô ta là Mary. Shuě shì nǐ men de lǎo shì, ai là giáo viên của các bạn?
Quán lão sư, sư của mân lão sư, thầy giáo Vương là thầy giáo của chúng tôi. Nì suy gì sớm á, bạn học tập cái gì? Của suy gì khan hủy, học tập tiếng Hán. Tinh hủy khứa chế cấu chu sứ tơ, trợ từ kết cấu tơ là dấu hiệu để bạn nhận biết đó là kết cấu định ngữ. Phần nào đứng trước tơ thì đó là định ngữ, phần nào đứng sau tơ đó là danh từ trung tâm. Định ngữ có hai tác dụng, một nói rõ, hai hạn chế, nói rõ và hạn chế cho danh từ trung tâm. Ví dụ, tham ân tờ lão sư, tham ân đứng trước tơ, đó là định ngữ. Lão sư đứng sau tơ, đó là danh từ trung tâm. Khi dịch thì bạn dịch sau chữ tơ trước, thầy giáo của bọn họ. Của tập hướng yêu, bạn của tôi. Xin thúng xuế, bạn học mới. Mà ly tờ thúng xuế, bạn học của Mary. Sấy sư nì tờ lão sư, ai là giáo viên của bạn? Của tờ lão sư, sư hoàng lão sư. Thầy giáo của chúng tôi là thầy giáo Vương. Tha sư mà ly tờ thúng xuế, cô ta là bạn học của Mary. Chư sư thú xuất quản tờ su, đây là sách của thư viện. Ví dụ một chút thêm nữa, của tờ su sách của tôi, tha tờ chữ điển từ điển của anh ta, lão sư tờ bản chữ vở của thầy giáo, thú xuất quản tờ su sách của thư viện, của mân tờ lão sư thầy giáo của bọn tôi, khấn hảo tờ thúng xuế những người bạn học rất tử tế, khẩn triệu chữ điển những người từ điển rất cũ, nán thúng xuế bạn học mới, nam nữ thúng xuế bạn học nữ, trung ấn su sách tiếng Trung, sư chia ti thú bản đồ thế giới, chia xứ trại khứa cảnh, trại là ở đâu, thường người Trung Quốc là ở đâu rồi mới đến làm gì. Kết cấu câu của họ là đặt trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn, đứng trước động từ trung tâm. Ví dụ của Việt Nam mình, tôi học ở trường đại ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh thì họ sẽ nói là của trại bể chính ủy em muốn qua ta xuế xuế xí, tức là ở đâu rồi mới làm gì. Trường hợp số 2, tha trại sư lấu chu, tức là anh em ta sống ở tòa nhà số 10, lấu là tòa nhà. Giới thực cảnh có một cái mẫu là A cảy B cộng động từ tân ngữ, tức là A làm cho B điều gì đó. Tôi ví dụ luôn, ủa cấy nỉ chia sao ý xe, tôi giới thiệu với bạn một chút. Trước sư của tờ thống ngu, đây là người ở cùng phòng với tôi. Tha cảy ma mà tả thanh khoa, cô ấy gọi điện thoại cho mẹ. Sau đây các bạn dở sang trang 104, các bạn luyện về ngữ âm cho mình, dòng thứ 5 từ dưới lên. Phân biệt âm và thanh điệu, pỉ, chẹo, phí, xía, thúng, xuế, tung, xị, chế tứa, chê tiện, uy yến, uy yến. Ban cung lấu, treo xuế lấu, cung uy lấu, su sư lấu, đọc to rõ ràng các loại chữ Hán. Sơ mơ mính chữ, sơ mơ lão sư, chữ sơ mơ, hơ sơ mơ, xuế tờ su, ủa tờ su, xuế sơn tờ su, lão sư tờ su. Xuế tờ lão sư, tha tờ lão sư, ủa tờ lão sư, ma ma tờ lão sư, xuế tờ chữ điển, ủa tờ chữ điển, mai khơ tờ chữ điển, thúng xuế tờ chữ điển, xuế tờ chung ấn bạo, ủa tờ bạo. Lão sư tập bạo, san phần tập bạo, xuế xí sớm mơ, xuế xí ủy yến, xuế xí khan ủy, xuế xí inh ủy, trại xuế xeo, trại bể chinh, trại huấn khoa ta xuế, trại bể chinh ta xuế, nán thúng xuế, nủy thúng xuế, nán phấn yêu, nủy phấn yêu, nán lão sư, nủy lão sư, trung huấn su, trung huấn bạo, inh huấn su, inh huấn bạo, khan inh chữ điện, inh ủy chữ điện, trung quốc đi thú, sư chia đi thú, xin thúng xuế, lão thúng xuế, xin chữ điển, chịu chữ điển, khẩn tua rấn, khẩn tua thúng xuế, khẩn tua lão sư, khẩn tua su, khẩn tua chén, của ma mà, tha cơ cơ, nỉ tì tì, của mân xuế xeo. Bài tập thay thế. Nỉ xuế xí sấm mơ, của xuế xí khan ủy, inh ủy, phá ủy, huấn xuế, phả lụy, ly sử, chinh trị. Nỉ mân tờ lão sư sư xuế, của mân tờ lão sư sư hoàng lão sư trong vương, tha ai thứ khóa mai khợ lúa lán san phần, sấy sư nỉ tờ lão sư hoàng lão sư sư mân tờ lão sư, tha tha nỉ mân tha mân của mân, nỉ tại nà xuế xí, của ye tại bể chinh ủy yến huấn khoa ta xuế xuế xí, tha mân tha tha mân mã ly mai khợ. Chọn từ điền vào chỗ trống trong 106 bài 3 dòng thứ 2 từ trên xuống. Các bạn tự làm và sau đó thì so với đáp án của tôi của tiếng Trung.vn. Của mân chai chư cơ ban xuế xí khan ủy, của chế tứa khan ủy thờ pha yên khẩn bỉ treo nán. Ủa xua nỉ mân thi, nỉ sư nả cơ ta xuế tờ xuế sân, xuế sư nỉ mân tờ lão sư, nỉ chế tứa khan ủy thờ ủy phả nán ma. Ủa cái này chia sẻ ý chí ạ. Chưa sửa văn ban tờ xin thúng xuế. Bài số 4. Các bạn xếp tơ vào một cái vị trí thích hợp. Đây là đáp án của tiếng Trung.vn.
这是谁的汉语书？这是我妈妈的书。你是哪个大学的学生？他是一个很好的人。玛丽的老师是王老师。这是我爸爸的汉语词典。 Bài số 5, dùng đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi cho phần gạch chân. Câu ví dụ: 我叫玛丽，你叫什么名字？ 王老师是我的老师，谁是你的老师？ Câu số 2, 他的老师是林老师，他的老师是谁？ 我是加拿大人，你是哪国人？ 我们学习汉语，你们学习什么？ 我在北京大学学习，你在哪学习？ 我住十楼，你住哪？ Bài số 6, trang 107, ghép câu. Không thêm bớt bớt thì ghép thẳng vào thôi. Đây là đoán tiếng Trung chấm VN. Ví dụ: 我们的老师是王老师，王老师是我们的老师。 Câu 1, 留学生都学习汉语，你是美国人吗？ 他叫什么名字？ 爱德华是哪国留学生？ 你也住十楼吗？ 你们的老师是谁？ 拜拜， 完成会团。 你叫什么名字？ 我叫张东。 你是哪国学生？ 我是中国学生。 你学习什么？ 我学习英语。 他是谁？ 他是田芳。 他住哪？ 他住五楼。 谁是你们的老师？ 白老师是我们的老师。 Bài số 8, hội thoại giao tiếp. Các bạn phải tự đọc, sau đó soi đáp án của tiếng Trung chấm VN. 你去哪? 我去邮局。你呢? 我回学校。 Hỏi địa chỉ. 你住哪? 我住18楼。 Hỏi số điện thoại. 他的电话是多少? 对不起,我不知道。 Bài luyện đọc. Các bạn phải đọc, tự đọc và dịch sang tiếng Việt. Sau đó thì mới so với đáp án của tiếng Trung chấm VN. 我叫麦克，我是美国留学生。 他叫玛丽，也是留学生。 他是我的同班同学。 我们都在北京语言文化大学学习汉语。 我们的老师是王老师。 他是很好的老师。 他叫田芳。 他叫张东。 田芳和张东不是留学生。 他们是中国学生。 他们都学习英语。 我们都是北京语言文化大学的学生，认识他们，我很高兴。我们是同学，也是好朋友。 Trên đây tiếng Trung chấm VN vừa hướng dẫn các bạn bài 14 giáo trình Hán ngữ 1. Thì cái đáp án của chúng tôi các bạn không nên sử dụng ngay mà các bạn phải làm trước, và sau đó các bạn mới xem clip này và các bạn kiểm tra những cái gì các bạn đã làm cùng với cái đáp án của chúng tôi. Nếu nó khớp nhau tức là các bạn đã học thành công. Còn nếu không thì các bạn phải sửa theo cái đáp án của tiếng Trung chấm VN vừa hướng dẫn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.